Em Hà Tháo Xốp tại thành phố Bắc Ninh gửi lời chào tới tất cả các anh em. Với video này giới thiệu anh em cái mẫu nhòm phân khúc ED EK, phân khúc tầm trung với anh em nhé. Và thứ nhất là có 10x42 và 8x42. Và trước khi vào video, các anh em đang xem video cho em xin một like và ấn đăng ký kênh để mỗi khi số em lên các video mới là anh em sẽ nhận được sớm nhất nhé. Và hôm nay cái video này thì qua các câu hỏi của anh em là 10x và 8x có gì khác, thì qua một số cái video của shop em ấy, trên YouTube thì đã đăng tải rồi, nhưng có thể là các anh em mới có thể là chưa theo dõi kênh của shop cho nên là đã chưa xem được các video đó. Thì để trả lời cho các câu hỏi đó của các anh em nào đang thắc mắc, của các anh em nào đang vào nghề, mới vào nghề để sắm cho mình cái bộ ống nhòm ED cutter tầm trung 10x hoặc dùng 8x, thì đầu tiên thì phải nói là đến hệ thống kính của nhà EK. Thì đây là cái phiên bản tầm trung của nhà EK, phiên bản kính ED, và kính này cũng là kính ED cũng rất là tốt rồi để sử dụng vào cái ứng dụng là ống nhòm để soi nhìn. Thì đây là kính ED thủy tinh khoa học anh em nhé, cũng được sơn phủ FFC và sơn phủ màu đỏ đó anh em nhé. Và sơn phủ này thì đối với hai dòng ống 8 và 10 đều sơn phủ đa lớp, được sơn phủ đa lớp và kính cũng đa lớp anh em nhé, kính cũng đa lớp và chống nước đến IP7 và được bảo hành trên toàn quốc của shop em là 2 năm. Với các sản phẩm 2 năm thì shop em sẽ gửi thẻ bảo hành về cho các anh em. Đó, nên anh em yên tâm khi sử dụng và đặt hàng bên shop là chữ uy tín lên hàng đầu anh em nhé. Với Hà Thọ là uy tín lên hàng đầu với cho tất cả cái mẫu sản phẩm ống nhòm của shop em gửi đi cho các anh em. Đó thì chống nước IP7 và hệ thống lưới nét thì nó cũng lưới nét rất là nhạy bén, rất là nhẹ. Rất là nhạy. Nên anh em lấy nét là anh em lưu ý là lấy nhẹ nhẹ tay thôi, nó là bắt nét rất là nhanh. Đó. Thì với một cái số câu hỏi đó thì thứ nhất là về em phân tích về cái hệ thống kính đi rồi, thì về thân vỏ thì thân vỏ cũng là bằng magie, thân vỏ hợp kim magie và cũng bao bọc tất cả bằng cao su non. Đấy, vỏ bao cao su non này anh em nhé. Cốc mắt thì cũng hai nấc bình thường, đó là cái điểm chung. Và cái điểm chung nữa của em này là cái vật kính của em này là 42mm anh em nhé, 42mm. Còn sau đây là cái điểm khác của mẫu ống nhòm, thì em sẽ đi vào cụ thể, em sẽ cầm hai ống nhòm này để anh em sẽ cùng quan sát sẽ rõ hơn. Về đầu tiên về cái thị kính của ống nhòm thì qua cái ống nhòm, qua cái màn hình nhỏ của anh em xem thì anh em cũng nhận được ra là cái thị kính này cái nào to cái nào nhỏ. Đây anh em nhé, 8x ở trên và 10x ở dưới. Thì với 8x của mẫu tầm trung này thì nó sẽ là rộng 24mm và với em 10 nhân của mẫu này là sẽ là 18mm. Đó là cái điểm khác từ đầu tiên của mẫu nhòm này. Và vì sao lại sẽ có 8 và 10? Nếu như anh em nào mà đang ở tay khỏe và mắt tốt, anh em nên dùng con 10x thì nó sẽ độ phóng rộng hơn, thì anh em sẽ đi soi ong và theo ong bay sẽ được xa hơn. Đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là cái thị kính, độ phóng của em này là chỉ là 842. 842 nên cái độ phóng nó sẽ hẹp hơn, nhưng cái trường sẽ rộng hơn anh em nhé. Trường sẽ rộng hơn cho nên là anh em săn ong có thể nó sẽ gần hơn so với cả 10x này một xíu. Nhưng so với cả những anh em nào mà tay yếu và mắt yếu thì anh em dùng con 8x này rất là hợp lý. Thì nó rung nó sẽ chống rung nhẹ hơn cho anh em. Đấy. Nó sẽ rung nhẹ hơn còn sẽ chống không chống được anh em nhé. Đối với anh em nào tay run quá sẽ không chống được. Và cái tiếp theo thì nó đến cái trường nhìn. Cái trường nhìn của 8x sẽ là 75 độ. Đấy. Một trường rất là rộng cho anh em. Và cái 10x này sẽ trường là 62 độ. Đấy. Cũng một cái trường của 10x 6,2 độ là cái trường cũng rất là rộng để cho anh em sử dụng để đánh ong rồi. Đấy, như là anh em phù hợp với cả mẫu nào 8x hoặc 10x thì làm sao mua để cho phù hợp với cả cái phân tích vừa rồi của shop em để gửi tới anh em, để anh em có thể là lựa cho mình một cái bộ ống nhòm 8x hoặc 10x làm sao phù hợp để khi sử dụng nó có hiệu quả nhất khi mình sử dụng để đánh ong. Về cái thị đó là về những cái điểm khác của ống nhòm. Và cái điểm khác nữa là cái thân vỏ của cái chiều dài của ống nhòm anh em nhé, anh em nhé. Đó, nó sẽ dài hơn một chút, thân vỏ của đây là của 10x 8x nó dài hơn một xíu. Còn trọng lượng thì nó cũng xem nhau anh em nhé. Trọng lượng xem nhau. Và tất cả cái mẫu ống nhòm như trên này thì đều shop em đều ship hàng COD toàn quốc cho tất cả các anh em. Anh em không phải đặt bất kỳ phí cọc nào khi chưa nhận được hàng. Một ống nhòm phân với phân khúc giá của bộ ống nhòm này sẽ là 2,5 triệu anh em nhé. 2,5 triệu đã bao gồm phí ship vận chuyển về tận nơi cho các anh em. Chế độ bảo hành là 2 năm và uy tín với các anh em là hàng chuẩn hàng và hàng công ty, chính hãng hàng công ty. Anh em được kiểm tra hàng thì với các anh em là đã không phải đặt cọc này, là một, là thứ hai là được kiểm tra hàng. Cái đấy là cái uy tín rất lớn của shop em để
khẳng định được cái uy tín của shop thì anh em có thể sẽ kiểm tra thực tế và sẽ sử dụng theo 5 tháng anh em nhé. Còn lưu ý các anh em nếu khi sử dụng, anh em lau chùi, về cái vấn đề nhất là về lau chùi của anh em, là anh em lưu ý là lau chùi thật nhẹ nhàng thôi nhé. Với kính này kính nó là kính sơn phủ, cho nên anh em lau nhẹ nhàng, có thể nó mạnh quá hoặc là khăn lau không được sạch sẽ, nó sẽ gây hiện tượng là xước kính, nó ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của anh em, cái hình soi của anh em. Và tiếp theo nữa là cái nước sử dụng ống nhòm, là lưu ý là cái nước ống nhòm sử dụng là sẽ đừng không nên anh em không nên dùng cái nước nào mà có mang tính chất là có cồn tẩy anh em, hoặc là chất tẩy rửa anh em nhé, nó sẽ bay màu và sẽ bạc màu của anh em, cũng ảnh hưởng đến chất lượng soi nhìn. Một video phân tích cái điểm khác và cái điểm giống nhau của bản ED Cutter, bản 8X và 10X. Em xin dừng tại đây. Cảm ơn các anh em đã xem hết video. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở các video sau.